trong thầy và thầy ở trong người ấy. Người ấy sinh nhiều hoa trái, người ấy sinh nhiều hoa trái. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra như cành khô héo. Ai luôn ở lại trong thầy sẽ sinh hoa kết trái thêm nhiều. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái, người ấy sinh nhiều hoa trái.